Quay trở lại với Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một cậu bé với niềm đam mê ca hát hồn nhiên và dễ thương. Kính thưa ban giám khảo, các vị khán giả thân mến, con tên là Dục Minh Khang, con 8 tuổi, con học lớp 3, con đến từ quận 6. Sau đây con xin trình bày ca khúc tiếng Anh Papa, nhạc và lời của Paul Anka. Going up with him walk easy, time just flew on by. The year began to fly, the air and so didn't die. I could tell that mama wasn't well. Papa knew and deep down so did she, so did she. When she died, my papa wrong. Rồi, bây giờ cho chú Thành hỏi là con học đờn được bao lâu rồi? Dạ, con học đàn khoảng 3 năm. Ai dạy con? Dạ, thầy và ba. Ừ. Thì con hát con có hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu luôn? À, dạ. Là con nói được tiếng Anh không? Dạ, được. Oh, that's good. Bây giờ nói vài câu đi, xin chào quý vị khán giả đi. Hello everybody. My name is Khang. I'm 8 years old. I'm from the district. Today I would like to play again and sing Papa song written by Paul Anka. Written by. Con ơi con, chú Anh nghĩ vậy nè con à, con còn nhỏ lắm. Thế bây giờ con học 3 năm rồi phải không? Chú Thành nghĩ là chắc là phải học thêm nữa mới giỏi được. Dạ. Hôm nay thì con chưa có đặt yêu cầu riêng với chú Thành thì chú Thành sẽ không đồng ý. Con phải học thêm nữa cho nó thật giỏi. Mới lại con phải học hát thêm tiếng Việt nữa nhé, chứ không phải hát tiếng Anh không đâu. Dạ. Xong rồi con quay lại con thi cho mọi người choáng váng nhá. Hôm nay thì chú cũng chưa đồng ý cho con được. Rồi chú cũng đồng ý quan điểm của hai chú đây. Thực ra là cháu là có năng khiếu đấy. Cháu như thế là cũng giỏi đấy. Tuổi này là vừa hát vừa đàn cũng không phải đơn giản. Tuy nhiên thì cả hai thứ đều vẫn còn nhiều khuyết điểm. Và mình cần phải có nhiều thời gian để học và nghiên cứu sâu hơn, để làm sao một cái tiết mục nó trôi chảy hơn con nhá. Hẹn con vào một năm nào đó khác nhá. Chịu khó ăn rồi nhá. 8 tuổi mà ông còi dí à? Còi đấy. Ừ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Dạ, con thấy tiếc gì ba giám khảo không đồng ý với con. Đúng rồi, tại vì bình thường thì ở mấy cái biểu diễn trong trường thì nó biểu diễn tốt lắm. Hôm nay tại chắc sân khấu lớn quá, cuộc thi này lớn quá, hôm nay bé nó cũng hơi mất bình tĩnh. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.